Chasovia, cánh cửa giúp Nga giành chiến thắng quyết định ở vùng Donetsk. Vì sao Mỹ-Đức đe dọa ngừng cấp tên lửa Patriot cho Ukraine? Bộ Ngoại giao Nga nói về chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Putin. Ukraine tấn công radar cảnh báo hạt nhân của Nga là táo bạo hay là sai lầm? Phương Tây nói Ukraine có cơ hội cuối cùng để tự cứu mình. Thị trấn Chasovia được ví như cửa ngõ giúp Nga giành quyền kiểm soát phần còn lại của vùng Donetsk và xa hơn là toàn bộ vùng Donbass. Ngày 30 tháng 5, TASS dẫn lời nghị sĩ Hạ viện Nga Viktor Volalasky cho biết quân đội nước này đã kiểm soát gần 70% thị trấn chiến lược Chasovia, một trong những cứ điểm quan trọng trong tuyến phòng thủ của quân đội Ukraine ở vùng Donetsk. Theo lời của ông Volalasky, quân đội Nga đang vượt qua các phòng tuyến bằng bê tông của Ukraine, từng điểm phòng thủ của Ukraine bị phá vỡ và quá trình này cần có thời gian. Chasovia hiện là cứ điểm cung cấp hậu cần quan trọng của quân đội Ukraine ở vùng Donbass. Trong trường hợp Nga giành được quyền kiểm soát thị trấn này, thì cánh cửa dẫn vào phần còn lại của Donetsk sẽ được mở rộng. Vượt qua Chasovia để kiểm soát Donetsk. Theo Politico, Chasovia được đánh giá là cửa ngõ dẫn vào phần còn lại của vùng Donetsk bởi thị trấn này nằm trên các điểm cao cho phép pháo binh Nga khống chế hàng loạt đô thị và khu công nghiệp xung quanh. Bản thân Chasovia cũng nằm cách Bakhmut chỉ 8 km, đây từng là một trong các cứ điểm quan trọng của Ukraine ở Donetsk. Chính vì lý do này, quân đội Ukraine tuyên bố phải giữ Chasovia bằng mọi giá nếu để mất thị trấn này, phòng tuyến của Kiev ở Kostiantynivka, Druzhkivka, Kramatorsk và Solovyan sẽ bị uy hiếp. Tuy nhiên, lực lượng phòng thủ Ukraine lại bị áp đảo bởi hơn 20.000 quân Nga cùng thiếu thốn về hỏa lực. Việc Nga giành quyền kiểm soát Chasovia cũng tạo động lực cho họ hoàn thành mục tiêu nắm giữ toàn bộ vùng Donbass, gồm Donetsk và Lugan. Đây là mục tiêu dài lâu của Tổng thống Nga Vladimir Putin kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt. Nga đã tăng tốc dồn dập các cuộc tấn công ở Donbass trong tháng qua. Kể từ khi giành được Avdiivka, quân Nga liên tục tiến về phía Tây với tốc độ tiến quân được đẩy nhanh vào giữa tháng 4. Theo Trung tá Nadya Voloshin, người phát ngôn của quân đội Ukraine cho biết, nếu quân Nga chiếm được Chasovia, họ sẽ có cơ hội tiến hành một cuộc tấn công vào Kostiantynivka, Druzhkivka, Kramatorsk và Solovyan. Ông Voloshin nhấn mạnh Kostiantynivka, Druzhkivka, Kramatorsk và Solovyan là phòng tuyến cuối cùng của Ukraine ở Donetsk. Tuy nhiên, việc ai nắm giữ được Chasovia cũng sẽ có ý nghĩa chính trị sâu sắc, vì trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mô tả thị trấn này là một pháo đài bất khả xâm phạm. Việc chiếm được Chasovia này sẽ giáng một đòn tâm lý khác vào quân đội Ukraine, khiến tinh thần của họ càng xuống thấp hơn. Theo ông Vadim Filaskin, thống đốc vùng Donetsk, để đạt mục tiêu quân sự ở Chasovia, quân đội Nga pháo thị trấn và khu vực lân cận mỗi ngày, ước tính khoảng 1.500 đến 2.500 quả đạn pháo kèm cả không kích bằng bom lượn. Chỉ huy tiểu đoàn máy bay không người lái UAV thuộc lữ đoàn bộ binh cơ giới 92 Yuri Fedorenko, biệt danh Achilles, đã bày tỏ sự lo lắng về tình hình phòng thủ của Chasovia. Ông Fedorenko nói rằng quân đội Ukraine đang chịu tổn thất nặng nề trên chiến tuyến ở Chasovia, không phải là do tinh thần đi xuống hay phòng thủ quá yếu kém, mà chủ yếu là do Nga sử dụng bom có điều khiển tấn công chính xác. Những công sự, lô cốt và chiến hào của các tiểu đoàn phòng thủ của Ukraine trên đường giới tuyến quanh thị trấn không thể chống chọi được với sự tấn công hỏa lực dữ dội bằng bom KAB của quân đội Nga và binh sĩ Ukraine đang rút khỏi vị trí phòng thủ của mình. Ông Fedorenko nói thêm rằng, do việc Nga sử dụng bom tấn công chính xác, ba tuyến phòng thủ của lực lượng Ukraine đã bị phá vỡ. Theo vị chỉ huy tiểu đoàn này, các binh sĩ trong chiến hào đơn giản là không thể chịu được làn sóng hỏa lực và đã bỏ chạy khỏi vị trí của mình. Bình luận về tình hình chung trên các đường ranh giới ở quanh Chasovia, Yuri Fedorenko thừa nhận Nga chắc chắn sẽ chiếm khu vực ngoại vi xung quanh thành phố trong vòng vài tuần. Bước ngoặt cho xung đột. Bình luận về tình hình chiến sự ở Donetsk, Phó Cục trưởng Cục Tình báo Ukraine Vadim Skibitsky thừa nhận rằng việc Moscow kiểm soát được thị trấn chiến lược Chasovia chỉ còn là vấn đề thời gian. Tất nhiên không phải là chuyện ngay hôm nay hoặc ngày mai, mọi thứ còn phụ thuộc vào nguồn lực dự trữ và cung ứng của chúng tôi, ông Skibitsky nói. Cũng theo ông Skibitsky, vấn đề quan trọng giờ đây là Nga có thể sẽ biến thành công của mặt trận Chasovia thành một chuỗi các hành động tấn công và gây áp lực liên tiếp.
sự sụp đổ của một trong những lớp phòng thủ của Ukraine như hệ thống hậu cần sẽ gây ảnh hưởng lớn đến các hàng phòng thủ chung. Về khả năng Ukraine giữ được các vị trí còn lại bên trong các khu dân cư Chasovia phụ thuộc vào việc nhận được sự hỗ trợ như thế nào từ Mỹ và các đồng minh phương Tây, bởi quân đội Ukraine đang gặp phải tình trạng thiếu đạn pháo trầm trọng. Chuyên gia quân sự Oleg Glanunov, phó giáo sư ngành phân tích chính trị và tâm lý xã hội thuộc Đại học Kinh tế Nga Plekhanov, mô tả khu vực Chasovia là con đường quan trọng trực tiếp và đầu tiên dẫn tới Konstantinovka, sau đó là Kramatorsk và Slaviansk. Việc Ukraine thất thủ tại Chasovia cũng giống như trong trận chiến Kursk thời Thế chiến thứ hai. Cuộc chiến vẫn sẽ tiếp tục, nhưng quân đội Ukraine sẽ phải rút lui và chịu thất bại tại khu vực Donbass. Đó là lý do tại sao sự sụp đổ của Chasovia sẽ là một bước ngoặt của cuộc xung đột, ông Glazunov chỉ ra. Trả lời phỏng vấn Time vào đầu tháng 5, Tư lệnh lực lượng lục quân Ukraine Oleksandr Papios nói mục tiêu của Nga trong năm 2024 là kiểm soát hoàn toàn vùng Donetsk, Lugansk và nếu có thể cả vùng Zaporizhia. Nga được cho là đang nỗ lực giành quyền kiểm soát nhiều vùng lãnh thổ nhất có thể trước khi dự luật viện trợ vừa được Mỹ thông qua có thể tác động đến tình hình chiến sự. Chúng tôi sẽ làm mọi cách có thể để ngăn chặn sự đột phá của Nga và chúng tôi hy vọng vũ khí của Mỹ sẽ giúp chúng tôi. Nếu vũ khí đến kịp thời, chúng tôi đã không mất những vùng lãnh thổ mà chúng tôi bị mất trong vài tháng qua, ông Papias nói thêm. Ông Papias trích dẫn thông tin từ tình báo quân sự Ukraine cho biết, ngoài việc hoàn thành việc kiểm soát 3 tỉnh Donetsk, Lugansk, Zaporizhia, các lực lượng Nga vẫn tập trung vào việc kiểm soát các trung tâm khu vực Kharkov và Sumy nằm gần biên giới Ukraine-Nga. Truyền thông Đức nói rằng Berlin và Washington dường như đã phát đi cảnh báo ngừng cấp tên lửa Patriot cho Ukraine vì Kiev đã sử dụng vũ khí này không đúng theo quy định đã được thỏa thuận. Tờ Bild của Đức cho biết quân đội Ukraine dường như đã sử dụng hệ thống Patriot do Berlin viện trợ vượt quá mức tự vệ ít nhất một lần. Điều này được cho là đã khiến cả Đức và Mỹ phản ứng, thậm chí cảnh báo cắt nguồn cung tên lửa Patriot nếu kịch bản này tái diễn. Theo tờ Bild, Ukraine dường như đã sử dụng hệ thống Patriot trong một cuộc tấn công tự động. Điều này không đúng với quy định do Mỹ và Đức đặt ra lúc cấp Kiev hệ thống phòng không. Theo thỏa thuận, Mỹ và Đức không cho phép Ukraine dùng vũ khí viện trợ tấn công và máy bay chiến đấu khi chúng vẫn còn trên không phận Nga. Kiev phải chờ máy bay Nga ném bom hoặc phóng tên lửa rồi mới được khai hỏa chống lại chúng trên không phận Ukraine. Theo Bill, máy bay Nga tấn công hàng ngày tại khu vực Kharkov. Tính tới nay, Nga bắn, ném bom hàng loạt tên lửa, bom lượn, pháo xuống các mục tiêu của Ukraine. Tuy nhiên, Kiev vẫn bị Mỹ và Đức cấm dùng vũ khí để đáp trả vì lo ngại chúng sẽ bay sang lãnh thổ Nga, khiến căng thẳng leo thang dữ dội hơn. Rất nhiều căn cứ của Nga, về lý thuyết, nằm trong tầm tấn công của vũ khí Đức-Mỹ, nhưng tới nay, Washington và Berlin vẫn duy trì sự thận trọng chiến lược. Ukraine bị cấm sử dụng các hệ thống phòng không của phương Tây để chống lại các cuộc tấn công từ máy bay Nga ngoài lãnh thổ, tờ Bild viết. Kiev phải đợi cho đến khi máy bay Nga phóng tên lửa hành trình và chúng ở trên lãnh thổ Ukraine thì mới được tự vệ, tờ Bild cho biết. Quân đội Ukraine từng sử dụng hệ thống Patriot vượt quá mức tự vệ. Ngay lập tức, họ nhận được cuộc gọi từ Mỹ và Đức cảnh báo chấm dứt nguồn cung Patriot nếu điều này còn tái diễn, tờ Bild viết. Tuy nhiên, sau 27 tháng, Nga mở chiến dịch quân sự, một số quốc gia phương Tây đã bắt đầu nới lỏng quy định cho phép Ukraine sử dụng vũ khí viện trợ tấn công vào lãnh thổ Nga, ví dụ như Anh, Thụy Điển. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ nhiều loại vũ khí của phương Tây sử dụng đạn dược của Mỹ sản xuất. Mặt khác, Mỹ và Đức cũng là những bên viện trợ lớn nhất cho Ukraine, nên Kiev vẫn phải tuân theo nguyên tắc của Washington và Berlin đặt ra, mà hiện tại, cả Đức và Mỹ đều chưa cho phép Ukraine sử dụng khí tài của mình để tấn công vào lãnh thổ Nga. Theo Bill, tới lúc này, mục tiêu của Đức và Mỹ về cơ bản vẫn giống như nhau, chiến thắng cho Ukraine nhưng không khiến xung đột lan rộng vượt ngoài tầm kiểm soát. Tình hình phòng không của Ukraine ngày càng trở nên tồi tệ, khiến Tổng thống Volodymyr Zelensky gần đây nhiều lần đề nghị phương Tây chuyển thêm các khẩu đội tên lửa Patriot. Tuy nhiên, vấn đề của phòng không Ukraine không nằm ở nguồn lực, ít nhất là trong ngắn hạn, mà họ phải đối mặt với số lượng mối đe dọa trên không lớn tới mức không thể đối phó từ Nga. Phòng không Ukraine từ trước đã gặp vấn đề bất cân xứng về số lượng, điều mà một vài khẩu đội Patriot bổ sung không thể giải quyết. Ukraine chỉ sở hữu 3 khẩu đội Patriot,
trong đó một khẩu đội mất hai bệ phóng gần tiền tuyến do bị Nga tập kích khi di chuyển. Theo tính toán của chính Tổng thống Zelensky, lưới phòng không chắp vá của Ukraine với các hệ thống từ thời Liên Xô, hàng viện trợ của Mỹ, NATO và sản phẩm nội địa chỉ đáp ứng được 25% yêu cầu tác chiến. Tổng thống Zelensky nói, phòng không Ukraine cần đến 25 khẩu đội Patriot để bao phủ không phận trên toàn lãnh thổ. Con số này cao gấp 8 lần những gì Ukraine đang có và nhiều hơn 2 lần sản lượng hàng năm mà Raytheon, hãng sản xuất tên lửa Patriot của Mỹ, có thể đạt được. Khi Nga không ngừng tiến hành các cuộc không kích, lưới phòng không Ukraine sẽ ngày càng dễ tổn thương. Vừa qua, Bộ Ngoại giao Nga cho biết công tác chuẩn bị cho chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Putin đang ở giai đoạn hoàn thiện. Trước đó hồi đầu tháng 5, Đại sứ Nga tại Việt Nam cho biết Tổng thống Putin đã nhận lời mời thăm Việt Nam của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trong cuộc điện đàm vào hồi tháng 3. Đại sứ Nga tại Việt Nam Gennady Stepanovich Bedetko trước đó nói rằng thời gian cụ thể cho chuyến thăm sẽ được xác định sau lễ nhậm chức của Tổng thống Putin vào ngày 7 tháng 5. Tổng thống Putin từng 4 lần đến Việt Nam, trong đó có 3 lần trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức vào các năm 2001, 2006, 2013. Lần còn lại là vào năm 2017, khi ông đến Đà Nẵng để dự APEC do Việt Nam làm chủ nhà. Năm 2024, kỷ niệm 45 năm ngày khởi công xây dựng và 30 năm đưa vào hoạt động nhà máy thủy điện Hòa Bình với sự hỗ trợ của Liên Xô, kỷ niệm 40 năm đưa vào hoạt động lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt và doanh nghiệp liên doanh Việt Sopetro đã đặt nền móng cho ngành công nghiệp dầu khí hiện đại của Việt Nam. Thưa quý vị, đang dấy lên nhiều tranh cãi về hiệu quả cũng như là lo ngại căng thẳng leo thang xung quanh việc Ukraine cho máy bay không người lái UAV tấn công các hệ thống radar cảnh báo sớm của Nga trước những mối nguy tên lửa đạn đạo và hạt nhân. Trước đó, trong ngày 26 tháng 5 và 23 tháng 5, Ukraine đã tấn công vào các trạm radar Voronezh, lần lượt ở thành phố Odessa, tỉnh Orenburg và thành phố Amivir, tỉnh Krasnodar. Hiện chưa rõ thiệt hại trong cuộc tấn công vào trạm radar ở thành phố Ost, nhưng đây là một trong những cuộc tấn công sâu nhất vào lãnh thổ Nga khi UAV này đã bay khoảng 1.800 km. Còn cuộc tấn công trạm radar ở thành phố Amavi đã khiến cơ sở này bốc cháy và bị hư hại. Ông Iverson, nhà phân tích quốc phòng độc lập và cựu sĩ quan hải quân Na Uy cho biết, các hệ thống radar cảnh báo sớm này được Nga phát triển như một phần trong chiến lược phòng thủ tên lửa và các radar có thể phát hiện mục tiêu ở khoảng cách 6.000 km và ở độ cao 8.000 km. Theo ông, chức năng chính của chúng là phát hiện và theo dõi tên lửa đạn đạo xuyên lục địa và xác định xem Nga có bị tấn công hạt nhân hay không để triển khai sớm các biện pháp phòng ngừa. Ngoài ra, chúng còn có các vai trò phụ như theo dõi không gian. Mỹ đang lo ngại căng thẳng sẽ leo thang. Tờ Washington Post dẫn lời một quan chức Mỹ đề nghị giấu tên cho biết Mỹ quan ngại về việc UAV Ukraine tấn công radar cảnh báo hạt nhân của Nga và đã nói cho Kiev biết về nỗi lo này. Những địa điểm này không liên quan đến việc hỗ trợ cuộc chiến của Nga chống lại Ukraine. Tuy nhiên, chúng là những địa điểm nhạy cảm vì Nga có thể nhận thấy rằng khả năng răn đe chiến lược của họ đang bị nhắm tới. Điều này có thể làm suy yếu khả năng duy trì khả năng răn đe hạt nhân của Nga đối với Mỹ, quan chức Mỹ giấu tên nhận định. Quan chức này còn cho rằng các cuộc tấn công có thể gây tổn hại đến sự ổn định chiến lược giữa Washington và Moscow. Giải thích rõ hơn, ông Dmitry Aperovich, nhà phân tích an ninh và chủ tịch của tổ chức nghiên cứu Severado, cho rằng sẽ xuất hiện niềm tin sai lầm rằng những mục tiêu Ukraine nhắm tới là do Washington chỉ đạo. Điều này sẽ có khả năng gây ra sự leo thang nguy hiểm giữa Nga và phương Tây trong bối cảnh Mỹ đang cân nhắc cho phép Ukraine dùng vũ khí Mỹ tấn công vào lãnh thổ Nga và Moscow liên tục cảnh báo kịch bản này sẽ kéo Mỹ vào cuộc xung đột, gây ra hậu quả thảm khốc. Trong khi đó, Ukraine muốn làm suy yếu năng lực của Nga. Một số quan chức Ukraine giấu tên thông thạo về vấn đề cho rằng Nga đã sử dụng các radar để giám sát hoạt động của lực lượng Ukraine, đặc biệt là khi quân Ukraine sử dụng vũ khí trên không như UAV và tên lửa. Theo quan chức Ukraine này, mục đích của các cuộc tấn công trạm radar là làm giảm khả năng của Nga trong việc theo dõi các hoạt động của lực lượng Ukraine ở miền nam Ukraine. Quan chức này còn xác nhận rằng Tổng cục Tình báo quân sự Ukraine đứng sau các cuộc tấn công bằng UAV vào các trạm radar này. Tuy nhiên, một số chuyên gia tỏ ra bối rối trước các mục tiêu mà UAV Ukraine nhắm tới, bởi việc tấn công trạm radar ở tỉnh Krasnodar là điều có thể hiểu được vì đủ gần Ukraine để theo dõi tên lửa và UAV ở chiến trường. Nhưng tấn công trạm radar ở tỉnh Orenburg lại quá xa và tập trung vào khu vực Trung Đông và Trung Quốc thì là điều khó hiểu.
Khi được hỏi tại sao họ lại nhắm mục tiêu vào địa điểm xa xôi như vậy, quan chức Ukraine này khẳng định rằng Nga đã chuyển toàn bộ khả năng của mình để phục vụ chiến dịch quân sự đặc biệt. Trong bài phỏng vấn được đăng trên trang web của lực lượng này vào tuần trước, đại tá Markus Dresner của quân đội Áo cho rằng việc Ukraine tấn công radar cảnh báo hạt nhân của Nga có ý nghĩa quan trọng, vì cơ sở này là một phần của hệ thống răn đe hạt nhân của Nga. Theo ông Dresner, hiện Nga có tới 10 hệ thống radar cảnh báo sớm như vậy và trải rộng khắp nước Nga, như ở tỉnh Murmansk, Kaliningrad, Omsk, Krasnogorsk, gần thành phố Saint Petersburg. Tuy nhiên, ông Dresner lập luận rằng việc tấn công trạm radar khó có thể mang lại giá trị quân sự trực tiếp cho Kiev. Ông Dresner không cho rằng việc vô hiệu hóa các radar này có thể giúp Ukraine tránh được việc các radar này đưa ra các cảnh báo trước cho Nga khi Ukraine dùng hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật ATACMS do Mỹ cung cấp, như nhiều người suy đoán. Theo ông, những trạm radar này được thiết kế để phát hiện tên lửa đạn đạo xuyên lục địa bay ở độ cao hơn nhiều so với loại vũ khí chiến thuật này. Còn ông Todd Ari Iversen lưu ý rằng việc cố gắng tấn công một phần hệ thống cảnh báo hạt nhân của Nga không phải là một ý tưởng hay, đặc biệt trong thời điểm căng thẳng hiện nay. Lý do là nó có thể là Moscow nghĩ rằng đây là một phần trong kế hoạch tấn công hạt nhân vào Nga. Trong những tháng gần đây, Nga đã giành lại thế chủ động trên chiến trường. Nga đẩy mạnh tiến công ở tỉnh Donetsk và đưa quân đánh sang tỉnh Kharkiv, mở thêm mặt trận mới ở khu vực đông bắc Ukraine. Khoảng 3 tuần trước, ngay sau khi Nga bắt đầu tấn công Kharkiv, Ukraine đã yêu cầu Mỹ nới lỏng các hạn chế về việc sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp để tấn công các mục tiêu bên trong Nga. Một số quan chức Mỹ, châu Âu và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đã ủng hộ đề xuất như vậy, nhưng chính quyền Washington vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Tại cuộc họp báo vào hôm 29 tháng 5, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken khẳng định Mỹ không khuyến khích Kiev tấn công ra bên ngoài lãnh thổ Ukraine. Tuy nhiên, có một điểm đáng chú ý là ông Blinken nói rằng Mỹ đã thích nghi và điều chỉnh với những điều kiện thay đổi trên chiến trường, và khi Nga tiếp tục các chiến thuật mới càng leo thang thì Mỹ tự tin rằng Mỹ sẽ tiếp tục làm điều đó. Khi được phóng viên hỏi liệu từ thích ứng và điều chỉnh của ông có ý nghĩa là Mỹ có thể ủng hộ các cuộc tấn công của Ukraine bằng vũ khí do Mỹ sản xuất bên trong lãnh thổ Nga hay không, ông Blinken nói rằng thích ứng và điều chỉnh có nghĩa chính xác là như vậy. Điều này dường như gợi ý rằng đang có sự thay đổi chiến lược từ Washington. Chính phủ Mỹ cuối cùng đã bật đèn xanh cho Ukraine cho phép tấn công vào Nga bằng vũ khí tầm xa dẫn đường chính xác. Trong vài ngày qua, Nga đã phóng vũ khí chống vệ tinh vào không gian và tiến hành cuộc tập trận thử nghiệm vũ khí hạt nhân chiến thuật gần biên giới Ukraine. Với việc châu Âu đang tiến gần hơn đến chiến tranh trực tiếp, đây cũng là thời điểm Đảng Bảo thủ quyết định tổ chức một cuộc tổng tuyển cử. Báo Anh Telegraph bình luận rằng, chúng ta hãy hy vọng tất cả các bên coi việc bảo vệ Ukraine là một ưu tiên trong tuyên ngôn. Thay vì chỉ tập trung vào việc hứa hẹn với cử tri về sự giàu có về kinh tế ở quê nhà, Ukraine đã chiến đấu với ít nhất một tay bị trói sau lưng trong 2 năm qua, không thể tấn công các mục tiêu chiến lược ở Nga, có thể củng cố khả năng phòng thủ của họ và xoa dịu các cuộc tấn công của Nga, Telegraph nhận định. Nga trong thời gian này đã sử dụng tất cả các loại vũ khí siêu thanh và các loại vũ khí khác bắn sâu từ bên trong nước Nga để tấn công các mục tiêu, và chỉ tuần trước, một trung tâm mua sắm ở thành phố thứ hai Kharkov đã bị tấn công. Mỹ và Anh không gặp khó khăn gì khi bắn hạ tên lửa của Iran nhắm vào các thành phố của Israel, nhưng lại không bằng lòng bắn hạ tên lửa của Nga nhắm vào các thành phố của Ukraine. Những người ủng hộ Ukraine cho rằng nếu Ukraine được phép tấn công các sân bay, nơi máy bay ném bom xuất phát cũng như nơi phóng máy bay không người lái và tên lửa, điều đó sẽ làm giảm sự tấn công dữ dội của Nga. Tương tự, nếu các tuyến cung cấp đạn dược cho mặt trận Nga có thể bị cắt giảm, thì sự mất cân bằng lớn với việc Nga bắn 5 quả đạn cho mỗi quả pháo của Ukraine có thể được giải quyết nhanh chóng. Cuối cùng, Mỹ và NATO đang phải làm mọi cách để ngăn chặn chiến tranh ở châu Âu. Điều sẽ xảy ra khiến Putin thắng ở Ukraine. NATO cho rằng họ phải lên kế hoạch triển khai trên mặt đất và trên không để giữ chân người Nga nếu vẫn thất bại. Hãng thông tấn Pháp AFP dẫn các nguồn tin phương Tây cung cấp cho biết Ukraine đã nhiều lần sử dụng vũ khí do phương Tây cung cấp cho các cuộc tấn công ở khu vực Krasnodar. Một ngày trước đó, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã lên tiếng ủng hộ việc dỡ bỏ các hạn chế sử dụng vũ khí phương Tây cho các cuộc tấn công của Kiev nhằm vào các mục tiêu hợp pháp trên lãnh thổ Nga. Trước đây, các nước phương Tây cung cấp vũ khí cho lực lượng vũ trang Ukraine đã nhiều lần phản đối các cuộc tấn công bằng vũ khí của họ vào sâu trong lãnh thổ Nga, trong các biên giới được quốc tế công nhận, theo cách hiểu của họ là biên giới của Liên bang Nga, cho đến năm 2014. Anh và Pháp đang cung cấp tên lửa cho Kiev, tên lửa tầm xa Storm Shadow. Kiev bắt đầu tích cực sử dụng tên lửa để tấn công các khu vực hậu phương và mục tiêu dân sự của Nga. Đặc biệt, chúng được sử dụng để tấn công Lugan, các cây cầu nối vùng Kherson với Crimea và Sevastopol.
Những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự quốc tế ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Trước khi rời kênh, mong quý vị hãy bấm đăng ký kênh và bật biểu tượng hình chuông để nhận thông báo về những video mới nhất từ chúng tôi. Cảm ơn quý vị, xin chào và hẹn gặp lại!